Quý khán giả thân mến, theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, sáng nay mực nước đo được trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ đã vượt mức báo động 3. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố và các quận huyện đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Khu dân cư An Thới thuộc khu vực 2 phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Vào những đợt triều cường các năm trước, hầu hết các tuyến đường ở đây đều bị ngập khá sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại đây. Thế nhưng vào đỉnh triều của đợt triều cường sáng nay, nước chỉ lên nhẹ vào tuyến đường giáp với sông Hậu. Có được như vậy là do Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đã xây dựng tường bê tông dài 524m, kinh phí khoảng 500 triệu đồng để ngăn chặn nước. Chưa có cái bờ kè này đó là nước nó ngập lên tới đầu gối. Bây giờ đó năm rồi vừa làm thì giờ nó đỡ, nó hết vô rồi. Chỉ có cái mấy cái lỗ xoáy thôi, chứ còn nó không có còn tràn như là lúc trước nữa. Rất là phấn khởi, rất là mừng. Còn đây là đê bao Cồn Sơn phía đối diện với tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại ở đây có một đoạn dài khoảng 20 mét bị sạt lở. Vì vậy cần được gia cố khắc phục kịp thời. Quận cũng đã đề nghị về thành phố để tiếp tục mà gia cố cái đoạn đê mà này. Hiện tại đoạn đê này là đê quốc gia, thì nếu mà bị ảnh hưởng thì ảnh hưởng rất lớn đối với cây trồng cũng như bà con trên khu vực Cồn Sơn này. Theo cơ quan chuyên môn, mực nước đo được sáng nay 5 tháng 10 trên sông Hậu tại Cần Thơ là 2m03, vượt mức báo động 3 0,03m. Dự báo vào chiều và tối nay sẽ dâng lên khoảng 2m11 và sẽ tiếp tục dâng cao trong đợt triều cường tới. Trước tình hình trên, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, các sở ngành và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các quận huyện triển khai các phương án ứng phó hiệu quả. Đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các quận huyện thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết khí tượng thủy văn, phân công lực lượng và phương tiện ứng trực tăng cường đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, nhất là những cái điểm có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời khắc phục. Trước đó, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị cũng đã kịp hoàn thành và đưa vào vận hành một số hạng mục chính, đặc biệt là hệ thống các âu thuyền tại rạch Cái Khế, rạch Đầu Xấu và rạch Hàng Bàng. Nhờ vậy, trong đợt triều cường giữa tháng 9 vừa qua và đợt triều cường hiện tại, các tuyến đường và khu dân cư của quận trung tâm, thành phố không còn bị ngập như những năm trước. Cho vận hành tất cả hết các cái cống, trong đó thì có cái âu thuyền Cái Khế thì cho thấy cái hiệu quả là hiện cái dự án chống ngập mình là đạt được cái hiệu quả. Hiện nay trung tâm quận Ninh Kiều là hầu như là không còn ngập nữa. Cần Thơ là đô thị miền sông nước, có vị trí tiếp giáp với sông Hậu, nên những năm qua, các quận trung tâm thường bị ảnh hưởng bởi các đợt triều cường. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, nỗi lo về triều cường đã từng bước được khắc chế. Những tuyến đường khô ráo trước đỉnh triều có thể xem như một giấc mơ của người dân đất Tây Đô.